một cái tiềm năng hơn. Còn anh thì về khả năng về quản lý doanh nghiệp hay là quản lý sự nghiệp mà anh chưa có kiến thức, và thực ra anh cũng không thể làm đó, thì có những người có chuyên môn sàn từ đó, anh là những người mà cùng với cái nhóm của đồng nghiệp cũng mình đánh giá nhìn nhận được một cái tiềm năng trong tương lai gần. Nhưng mà trong thời gian tới thì anh cũng sẽ học thêm về kinh doanh, thêm về quản trị doanh nghiệp, thêm về cái nền kỹ thuật cho dân kinh doanh thì An biết là nếu mà để mà làm dự án kinh doanh về dự án thì nếu mà lời người ta lời tiền cũng là tiền trăm tỷ chứ không phải là vài chục tỷ nữa. Còn bình thường thì 1-2 tỷ là chuyện bình thường, nếu mà đã đầu tư vào dự án nếu mà thành công thì cái lợi nhuận nó sẽ rất là cao, cũng là tiền trăm tỷ. Ra là câu hỏi này thì chắc nhiều người biết, nếu mà làm ca sĩ á, thì tuy nhiên có thể làm cái chuyện có thể giàu được, nhưng mà nếu mà để em nói là rất giàu thì chỉ có kinh doanh thôi. Ra đó là anh không có quan trọng về tiền bạc, chỉ là anh chỉ cảm thấy là nó không có tiềm năng, nó không có cơ hội nào đó mà mình muốn thử sức nó. Và mình như chúng tôi đã từng chia sẻ là anh cũng có cái máu kinh doanh và cũng thích kinh doanh, để cho nên là khi mà nhìn thấy nó thì mình muốn thử sức và mình muốn thử cái độ nhạy bén của mình xem là nó có được đúng hay không. Nhưng mà tuy nhiên là trong quá trình để mà biến nó thành một cái dự án thành hiện thực thì nó phải trải qua rất là nhiều giai đoạn, là phải xử lý rất là nhiều việc để mà biến thành hiện thực, cho nên là đó là những cái mà khó khăn và những cái thử thách mà mình giống như mình thử sức mình đó. Lúc nãy Khánh Phương có chia sẻ kiến là làm nghệ sĩ thì khó mà giàu được, chỉ có thể kinh doanh thôi. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là nhiều nghệ sĩ không kinh doanh vẫn rất là giàu, vẫn kiếm trăm tỷ đi chơi. Nói chung là anh không biết, mà anh nghĩ là khái niệm mà rất giàu thì là phải tầm 700 tỷ đến 1.000 tỷ thì mới gọi là rất giàu. Còn nếu mà giàu bình thường thì những người ở Việt Nam, những người có tầm 1-2 tỷ hay là 100 tỷ thì rất là nhiều. Đó là bình thường. Đó là cái quan điểm của anh về cái định nghĩa giàu, rất giàu. Còn anh nghĩ là đối với một nghệ sĩ, nếu mà gọi là ngôi sao thì nói chung là họ có một cuộc sống rất là thoải mái, dư dả, không có gì phải lo lắng. Nếu mà họ không phá thì anh cảm thấy anh bình thường. Nhưng mà nếu mà cái dự án này của công ty thành công thì anh nghĩ là anh sẽ khá khá. Nhưng mà là vừa kinh doanh nè, vừa hoạt động nghệ thuật nè, thì anh Khánh Phương cũng suy nghĩ đến cái việc mà tìm một người tự đổi để đồng hành. Nhưng mà quán xuyến những công chuyện gia đình thế nào, đúng không? Chắc chắn rồi. Thì Khánh Phương đã từng nói là khi mà Khánh Phương có tin vui thì là cái người đầu tiên Khánh Phương chia sẻ chính là tất cả các công việc. Nhưng mà cái hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của anh Khánh Phương là... Khánh Phương đã từng chia sẻ là cái người vợ mà Khánh Phương muốn trong tương lai là người đó có thể là phải làm cho bố mẹ Khánh Phương cảm thấy yên tâm, cảm thấy vui và cảm thấy có thể tin tưởng được để có thể giao phó tất cả những cái gì cho cái người con dâu đó. Đó là tiêu chí rất quan trọng, bởi vì nếu mà một cái người mà để mà bố mẹ Khánh Phương mà gọi là duyệt và cảm thấy ok thì chắc chắn là người đó phải rất là ok. Bởi vì cái giống như là cách nhìn nhận về tất cả mọi thứ của bố mẹ Khánh Phương thì đương nhiên là phải hơn Khánh Phương một bậc rồi, cho nên là một khi mà bố mẹ Khánh Phương cảm thấy về tất cả những đạo đức, về những phẩm hạnh, về những cái cách cư xử và về trình độ của nó mà bố mẹ cảm thấy ok thì chắc chắn người đó sẽ là rất ok. Còn lại chỉ là vấn đề là cái tình cảm, cái cảm xúc của mình với người đó như thế nào. Thực ra là ý là không phải là hoàn toàn phụ thuộc, nhưng mà ý của mình đó là ví dụ như chúng tôi đang quen một bạn đi,
mà ví dụ như về chắc về nhà gặp bố mẹ hoặc là nói chuyện bố mẹ mà bố mẹ gần đầu bác là thấy cô đó là vượt qua tạm lượng nhập mình, ví dụ mình. Tại vì khi mình muốn nhắc về nhà thì đương nhiên là cái người phải là có tình cảm với cô đó, không để bố mẹ ok luôn thì có thể là người cảm ạ. Dạ được rồi, không được anh quay ra. Anh trong một vài yếu tố anh hơi nguyên tắc một tí thôi, nhưng mà nếu mà nói gia trưởng thì không phải, chắc chắn là gì vậy. Nhưng mà anh là biết gia trưởng rồi. Nhưng mà vợ của anh có biết là một người trong showbiz hay là ngoài showbiz không? Không, anh không thích lấy vợ trong showbiz đâu. Nhưng mà để nói thật ra thì cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là mình có tình cảm với người đó và quan trọng người đó là người đủ phẩm chất, đủ sự chất để cho anh người vợ. Nhưng mà là vấn đề cái chi phí sinh hoạt trong gia đình thì có nghĩa như vậy là điều tốt mà Khánh Vương phải tiếp người đàn ông là đi làm bao nhiêu về là đưa hết tiền cho vợ thì Khánh Vương phải tiếp người như vậy. Vì là vấn đề gì mà thuộc cái sở trường quản lý hoặc là ấy của người phụ nữ thì đương nhiên là mình nên giao hết cho. Ví dụ như tháng cái 100 triệu em tiêu trong chi phí trong nhà đó, ví dụ như vậy. Còn những cái lớn hoặc là những cái gì đầu tư ấy thì mình phải là người hoạch định và mình lên chiến lược. Nhưng mà mình đã ngoài 40 rồi thì mình có sợ cái cảnh gia nhà con mọt không anh? Gia nhà con mọt cũng sợ chứ, cho nên là con cũng đang cố chạy nó đốt vậy. Có thể là trong năm nay không dừng nhỉ? Nói chung là mọi thứ đều sẽ rất là bí mật, rất là bất ngờ. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.